Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Đại Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Đại Bồ Tát, Nam mô Hòa Thượng Tuyên Hóa Đại Bồ Tát. Con Diệu Phúc xin phép đọc bài kệ trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm thứ 12. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần, thấy nghe một niệm chiêm ngưỡng nễ, trời người lợi ích sự không ngăn, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ, báo tận sẽ xa vào đường dữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân, tuổi thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mất mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ ruột già, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nẻo giữ đường lành ở đâu là, hoặc vẽ hoặc tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân đến bên mình, chỉ dành quyến thuộc ở nơi nào, giàu ra ác thú cũng ra mau, nếu được không nuôi nằm kính ngưỡng, thánh ký Bồ Tát vuốt đầu trao, Bồ Đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi tử sanh, người này đã phát lòng bi lớn, trước lên chiêm lễ đại sĩ hình, nghe tên quy y đấng chọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành, nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đặng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành, có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tai ách, giàu lập nguyện lớn chẳng nghĩ bàn, đọc rồi quên rồi luôn sót mất, người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục ăn uống các ngõa cụ, cúng dường Địa Tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày đêm bưng lấy uống, sanh lòng ân trọng cữ ngũ tân, rượu thịt tà dâm cùng rối nuống, trong 21 ngày chớ sát sanh, chuyên lòng tưởng niệm thượng nhân danh, chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, thức rồi liền đặng trí khôn nanh, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, nghìn vạn đời sau nhớ chẳng sai, chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thầm giúp người kia có huệ tài, chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hòa hoạn người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không an giấc, cầu muốn hỏng hư chẳng được nào, dốc lòng chiêm lễ Địa Tạng ngài, bao nhiêu việc ác thảy tiêu ngay, nhẫn đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài, muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú độc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió dữ, nhiều lỗi gian nan khốn không lường, sắp sửa ra đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng, núi rừng biển cả có vào trong, ác tai tiêu sạch thường oan sướng, Quán Âm nóng nghe ta nói rõ, Địa Tạng vô lượng oai thần đó, trăm nghìn muôn kiếp thuật chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đầy sức lợ, như người nghe đến Địa Tạng danh, thấy hình chiêm lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dâng y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành, nếu hay đem công hồi pháp giới, rốt ráo thành Phật sanh tử khỏi, Quán Âm nên biết gắng tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều nước cõi. Con xin hồi hướng công đức đọc thuộc bài kệ này đến cho tất cả chúng sanh trong ba đường ác, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh sớm tiêu trừ nghiệp chướng, phước đức tăng trưởng thiện căn, có duyên với Tam Bảo và ngài Địa Tạng Bồ Tát, phát tâm báo ơn hiếu kính đến các ngài, được các ngài độ thoát trong tương lai. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Dạ con xin hết ạ. Ha ha ha,